quý vị và các bạn đến với kênh Cao Thanh Danh Official. Các bạn thân mến, mỗi ngày chúng ta học tập và làm việc đều cần phải cố gắng để hoàn thành nó một cách tốt nhất. Bởi vì dù hiệu quả mang lại chỉ có 1% thôi, nhưng cũng đủ để làm chúng ta tốt hơn ngày hôm qua. Vì vậy, sau đây Cao Thanh Danh và Yến Như xin được gửi đến quý vị và các bạn bài viết mang tên Đừng bỏ cuộc, nỗ lực để tốt hơn 1% mỗi ngày. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Nếu như có một thứ bất kỳ trong cuộc sống mà hiện tại bạn không có, đó là con người thật và suy nghĩ của chính bạn. Khi mà tôi cần bạn làm điều gì, tức là tôi cần bạn tìm một lý do để mà tiếp tục. Và nếu như bạn tìm được lý do, thì tôi biết là bạn đủ mạnh mẽ để mà thực hiện điều đó. Bởi vì bạn là một con người có sức mạnh bên trong, và mỗi người đều có một năng lực để mà vượt qua bất cứ điều gì họ gặp phải. Nếu như họ quyết định đối đầu với nó, vượt qua nó, thì mỗi bi kịch và thử thách đó chỉ còn là sự tồn tại tạm thời. Nếu như bạn luôn cảm thấy cuộc sống của bạn luôn thua thiệt hay thiếu thốn, là bởi vì khi nhìn ở nhiều chiều hướng khác nhau, cuộc sống của bạn là một cuộn phim, và cách nó vận hành phụ thuộc vào bạn là ai và cách bạn nhìn nhận sự việc như thế nào. Hãy luôn tự nhắc với bản thân của mình rằng là mình làm được, mình phải làm được. Bi kịch và thử thách luôn xảy đến với tất cả mọi người. Chỉ những người mạnh mẽ thật sự thì mới có thể tồn tại. Hãy nghe kỹ lời tôi. Tôi biết rằng là những gì bạn đang làm bây giờ đó chính là muốn thoát khỏi những chướng ngại đó. Nhưng mà thực tế, những chướng ngại này đưa bạn đến những cấp độ cao hơn trong trò chơi của cuộc sống. Giống như bạn đang chống chọi với nỗi đau hay đối đầu với thử thách. Bạn nói với tôi, cuộc sống với bạn khó khăn như thế nào? Vậy bạn có biết rằng những cố gắng đó là tiền đề để bạn vượt lên một tầm cao mới hay không? Bạn có thể sẽ gặp khó khăn mỗi ngày, nên đừng chỉ biết ngồi đó mà than vãn. Để trưởng thành, mỗi cá nhân phải sẵn sàng để trở thành một cái gì đó. Mỗi cá nhân phải thoải mái với nỗi sợ và thất bại. Chúng đến làm bạn đồng hành bên cạnh và là kim chỉ nam duy nhất xoay chuyển cuộc sống. Và điều khác biệt giữa người chiến thắng và kẻ bị lãng quên, đó là anh ta thể hiện rõ sự vô địch. Đó là thứ duy nhất mà anh ta bộc lộ mỗi ngày. Nhà vô địch thì luôn xuất hiện trên đường đua của mình, cho bản thân một cơ hội để mà tạo nên sự khác biệt. Người thành công không biết những thứ bạn đã trải qua, như là lạnh lẽo, sương mù hay là mệt mỏi, mà chỉ cần bạn chứng minh. Vài người trong số bạn khi mà làm một thứ gì đó, bạn sẽ hành động như thế là bạn sẽ còn một cơ hội khác. Mỗi cơ hội đều là cuối cùng. Bạn không thể chỉ xem video và nói tôi muốn trở nên như vậy. Thật đáng yêu khi mà nói điều đó, đúng không nào? Nhưng mà đến một lúc hành động thì khi mặt trời đã lên cao, bạn đã đọc hết cuốn sách chưa? Xem hết cuộn phim chưa? Bạn có tất cả cơ hội rồi đó. Đã đến lúc bạn phải săn mồi. Tất cả mọi người sẽ chọn việc nhẹ nhàng, nhưng nếu cuộc sống có dìm bạn xuống, tôi muốn bạn phải vực dậy và chứng minh rằng chúng hoàn toàn sai. Đôi lúc sẽ thất bại, tôi luôn sẵn sàng. Đôi lúc bạn sẽ cảm thấy chán nản, tôi luôn sẵn sàng. Mặc cho bất kỳ cản trở nào, tôi luôn sẵn sàng. Tôi luôn sẵn sàng và tôi luôn sẵn sàng. Mục tiêu của một thợ săn chân chính không phải là giải thưởng mà là sự săn đuổi. Đó là mục đích sống của họ. Họ sống để săn đuổi cả đời. Hành trình đến với ước mơ của bạn luôn bắt đầu từ trong tư tưởng. Đừng bỏ cuộc, cố gắng để tốt hơn 1% mỗi ngày là bạn đã có những gặt hái đầu tiên. Chúng tôi luôn muốn gửi đến các bạn những lời khuyên tích cực thông qua những bài viết hay và có ý nghĩa. Mong sao là cuộc sống sẽ luôn tốt đẹp với tất cả chúng ta. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bài đọc sau.